Hôm nay thứ ba, tuần thứ ba thường niên. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, David hăng hoang đi mang hòm bia Thiên Chúa từ nhà Obede về thành David. Vua dẫn theo 7 ca đoàn và đàn bò con làm của lễ. Khi những người mang hòm bia Thiên Chúa đi được 6 bước, thì David hiến tế một con bò và một con bê. Ngài tận lực nhảy múa trước Thiên Chúa. Ngài mang khăn vải điều ngang lưng. Ngài và toàn thể nhà Israel mang hòm bia Thiên Chúa hân hoan và trong tiếng kèn trống. Họ rước hòm bia Thiên Chúa vào đặt giữa nhà tạm mà David đã dựng sẵn. Rồi Ngài hiến dâng của lễ toàn thiêu và của lễ bình an. Ngài nhân danh Chúa các đạo binh mà chúc lành cho dân chúng. Đoạn Ngài phân pháp cho toàn dân Israel, nam cũng như nữ, mỗi người một ổ bánh mì, một miếng thịt và một chiếc bánh chiên dầu, và toàn dân giải tán ai về nhà nấy. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Vua hiền vinh là ai vậy? Chính người là Thiên Chúa. Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên. Hỡi cửa ngàn thu, để vua hiền vinh người ngự qua. Vua hiền vinh là ai vậy? Chính người là Thiên Chúa. Nhưng vua hiền vinh là ai vậy? Đó là Chúa dũng lực hùng anh. Đó là Chúa anh hùng của chiến chinh. Vua hiền vinh là ai vậy? Chính người là Thiên Chúa. Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên. Hỡi cửa ngàn thu, để vua hiền vinh người ngự qua. Vua hiền vinh là ai vậy? Chính người là Thiên Chúa. Nhưng vua hiền vinh là ai vậy? Đó là Chúa Đao Thiên Binh. Chính người là Hoàng đế hiền vinh. Vua hiền vinh là ai vậy? Chính người là Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, Thầy gọi các con là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bây giờ có đám đông ngồi chung quanh người và họ trình người rằng: Kìa, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Người trả lời rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, người nói: Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh, chị, em và là mẹ ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Chúa Giêsu mở rộng gia đình tự nhiên của Chúa để đón nhận những người thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chính việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa làm cho ta trở thành thân nhân của Chúa Giêsu. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con mắt đức tin của con giờ này mở ra và con nhìn thấy Chúa đang đưa mắt nhìn từng người chúng con và nói rằng con là anh chị em của Chúa, con là thân nhân của Chúa, là người được Chúa yêu mến. Chúa cho con thấy con thật hạnh phúc khi con thi hành ý muốn Chúa Cha. Chúa mở rộng gia đình của Chúa để đón nhận cả con vào. Gia đình của Chúa không phải chỉ gồm những người có liên hệ huyết nhục với Chúa, nhưng trên hết đó là những người biết mở rộng tâm hồn đón nhận lời Chúa và thi hành ý muốn Chúa Cha. Con thấy Đức Mẹ thật hạnh phúc vì được làm mẹ của Chúa hai lần, làm mẹ vì sinh ra Chúa và làm mẹ vì thi hành ý muốn Chúa Cha. Phần con được Chúa đón nhận, được Chúa yêu mến, Chúa nâng con lên cao và đưa con lại gần Chúa. Lạy Chúa, còn gì hạnh phúc hơn?
nhưng nhiều lúc con đã không nhận ra được điều ấy bởi vì việc lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành đòi con nhiều hy sinh quên mình, và con đã làm một cách miễn cưỡng, lần khờn, chậm chạp. Xin Chúa cho con biết quý trọng hạnh phúc ấy hơn tất cả mọi vui sướng khác ở đời. Chúa tôn trọng và quý mến con. Xin đừng để con coi nhẹ và khinh thường tình yêu Chúa. Xin giúp con biết đi tìm ý Chúa và làm theo ý Chúa trong từng việc làm và lời nói, trong cách sống và suy nghĩ, để nhờ đó con được nên giống Chúa và trở thành anh chị em của Chúa. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Chúa Giêsu đi xem bóng đá. Một vị linh mục Ấn Độ chuyên về huấn luyện tu đức là cha Anthony de Menlo đã tưởng tượng ra một câu chuyện như sau. Chúa Giêsu than phiền là Ngài chưa được một lần tham dự một trận túc cầu. Chúng tôi bèn đưa Ngài đi xem một trận đấu rất gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công giáo. Đội Công giáo làm bàn trước 1-0. Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cỡ mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin Lành lại làm bàn. Lần này Chúa Giêsu cũng vỗ tay reo hò và tung mũ lên trời. Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu. Ông ta lấy tay đập lên vai Ngài rồi hỏi: "Ê, ông bạn ủng hộ bên nào vậy?" Xem chừng như vẫn còn bị kích động bởi trận đấu, Chúa Giêsu trả lời: "Tôi hả? Tôi không ủng hộ bên nào cả, tôi đến đây là chỉ để thưởng thức trận đấu thôi." Người khán giả khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu nay lại càng bực bội hơn. Ông quay sang người bên cạnh và nói nhỏ: "Hắn là một tên vô thần." Trên đường trở về nhà, chúng tôi chất vấn Chúa Giêsu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Ngài: "Thưa Chúa, những con người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Chúa Giêsu chỉ đứng riêng về phía họ và nghịch lại với những người thuộc tôn giáo khác." Chúa Giêsu gật đầu tỏ vẻ ưng ý, Ngài nói: "Đó là lý do tại sao ta không ủng hộ tôn giáo mà chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo, con người trọng hơn cả ngày Sa-bát. Chúng con nên biết là chính những người có tôn giáo đã treo ta lên thập giá." Câu chuyện tưởng tượng trên đây cho chúng ta thấy rằng một trong những vết thương lớn nhất của nhân loại trải qua mọi thời đại đó là thái độ bất khoan dung đưa đến những cuộc chiến tranh tôn giáo. Con người ai cũng bị cám dỗ nhân danh Thượng Đế, thần minh và hệ tư tưởng của mình để triệt hạ, để loại trừ, để bắt hại người khác. Kỳ thực, có tôn giáo nào mà không dạy sự khoan dung, lòng nhân từ đối với mọi người? Chúa Giêsu đến để mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa là Cha của mọi người. Ngài là đấng làm cho mặt trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ. Ngài yêu thương những kẻ nhận biết và yêu mến Ngài, cũng như những kẻ chối bỏ và thù ghét Ngài. Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau như anh em cùng một gia đình. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta là đấng mà người ta cũng sẽ chối bỏ nếu người ta khước từ chính anh em đồng loại của mình. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mặc khải là đấng mà người ta cũng sẽ xúc phạm nếu xúc phạm đến con người. Bài trích sách lẽ sống.